Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình video clip lần này, video hướng dẫn lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Như các bạn đã biết trong hai video trước thì mình muốn chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm học tiếng Anh và các bạn sẽ phải có những cái phương pháp học cho hiệu quả và phù hợp. Bài đầu tiên mình nói về đó là chúng ta phải ưu tiên tiếng Anh lên hàng đầu. Bài số 2 chúng ta phải biết được là chúng ta nên bắt đầu học từ đâu. Và trong bài này chúng ta phải rèn luyện cái gì? Đó chính là kỹ năng nói. Các bạn phải học nói. Học nói là lúc các bạn đã có một cái nền tảng ngữ âm tốt sau một tháng tự luyện tập ở nhà và bây giờ đến lúc các bạn bập bẹ thành lời. Quy trình học nói là gì? Chúng ta nghe, không hiểu, kệ đi, nghe tiếp. Vẫn không hiểu, lại cứ kệ đi, nghe tiếp. Xong lại xem lại sub bằng tiếng Anh, dịch nghĩa, nghe lại và bắt chước. Đó là một cái quy trình học nói của chúng ta. Các bạn có thể học nói tiếng Anh qua các cụm từ đơn giản. Bắt đầu học nói bằng những cụm từ đơn giản, ví dụ như là I'm doing good, I'm pretty nervous. Những cái cấu trúc này thì các bạn cần đặt câu với nó trong những tình huống hàng ngày. Và một kênh có rất nhiều cấu trúc này đó là talkenglish.com, talkenglish.com. Và chỉ việc nghe rồi đọc theo, có cả audio nữa. Thứ hai là các bạn phải học nói qua tiếng Anh qua phim. Đầu tiên các bạn có thể chọn một bộ phim mà bạn thích. Quan điểm là nghe những gì mình thích thì mới nghe được nhiều và được lâu. Còn cái này bạn có thể tìm trên Google trước, xong đó đọc nội dung phim trước khi chọn phim để xem. Chọn phim rồi các bạn có thể làm một trong các bước sau. Ví dụ như bước đầu tiên thì các bạn sẽ vào Google và tìm tên bộ phim. Xong đó các bạn tìm cái script của nó, đọc trước script. Hay còn gọi là kịch bản ấy. Các bạn có thể đọc trước kịch bản và không hiểu thì các bạn có thể tra từ cho hiểu đã. Vừa xem vừa check script cho tiết kiệm thời gian. Và bước thứ hai là xem phim có phụ đề bằng tiếng Anh cho đến phần mình đã dịch đến script. Và nhớ là xem đến câu, đến đâu thì phải hiểu đến đó. Và bước số 3 thì các bạn phải xem phim lại một lần nữa mà không cần có phụ đề. Từ nào nghe không rõ, nghe lại vài lần. Vẫn không nhớ ra thì có thể mà mở lại script để xem lại. Và bước 4 là các bạn phải xem lại lần cuối, lần này đảm bảo rằng bạn nghe và bạn hiểu hết nội dung đến từng câu chữ luyện nói theo. Nếu họ nói nhanh quá thì các bạn có thể dùng phần mềm VLC hay phần mềm KMB Player có nút chỉnh speed ấy, có nút chỉnh tốc độ ấy. Thì các bạn có thể chỉnh tốc độ theo xuống giọng nói của bạn để có thể nói theo cho nó kịp. Và quen rồi thì các bạn sẽ chỉnh dần cái tốc độ chuẩn lên, bắt chước lại một lần nữa và hoặc có thể thì chúng ta xem vài lần. Nói chung là càng nhiều càng tốt, đảm bảo câu thoại của các bạn phản xạ được từ miệng mình luôn luôn trong tình huống tương tự. Và chúng ta có thể xem một số bộ phim như là Friends. Bộ phim này thì kéo dài trong khoảng 10 năm và nội dung thì gồm những cái gì đó nổi tiếng nhất của các mọi thời đại. Phim về kể về cuộc sống của 6 người bạn là Rachel, Monica, Frank, Ross, Chandler và Ross sinh sống tại khu vực Greenwich Village. Và chúng ta có thể xem bộ phim này nhiều lần, lặp đi lặp lại để lặp lại những cái lời nói của nó. Bộ phim thứ hai như là bộ phim The Big Bang Theory, vụ nổ lớn ấy. Nó bài này nó rất là hay bởi vì nó xoay quanh các câu chuyện hài hước của bốn nhà khoa học với các tính cách hoàn toàn là khác nhau, tạo nên những tình huống giờ khóc giờ cười. Một bộ phim tiếng Anh mà rất hay có cho các bạn muốn hiểu về phong cách văn hóa của nước Mỹ và tìm hiểu về các cuộc sống ở trường đại học ở nước ngoài. Bộ phim thứ ba là chúng ta có thể xem cái bộ phim là How I Met Your Mother. Khi mà bố mẹ gặp, mà khi bố gặp mẹ, How I Met Your Mother. Phim xoay quanh cái nhân vật Ted Mosby và bốn người bạn trong phim thì Ted kể cho những đứa con về chuyện chúng, cha chúng đã gặp mẹ chúng như thế nào. Và cái điều thứ ba là chúng ta học nói tiếng Anh qua bài hát. Đơn giản bởi trong các bài hát thì những từ vựng thường là gì, mềm mại này, có vần điệu và lôi cuốn khiến bạn cảm thấy rất là thư giãn, thoải mái hơn, không còn mang lại cái áp lực học hành nữa. Quan trọng hơn đó là với cái giai điệu của nó thì có thể phù hợp với tâm trạng và lứa tuổi của mình. Đây là một cách học rất là tuyệt vời, vừa học vừa thưởng thức. Với những cái bài rap thì mình thường phải kiên trì hơn, nghe nhiều hơn. Hồi trước mình học rap, mình thường nghe cái bài Love the Way You Lie cũng mất gần 3 tháng để có thể bắt quen được cái giọng của nó và cái ngữ điệu của nó. Vậy thì cách học tiếng Anh qua bài hát thì qua hai các bước đơn giản sau. Bước 1 thì sau khi nghe nhạc nhiều lần, hãy thử tải lời bài hát về và hát theo.
Và trước khi nhìn lời bài hát thì bạn có thể đã có nhiều lần nghe bài hát này và bắt chước theo rồi. Chắc chắn là có những cái chỗ trong bài hát bạn đã thử đoán xem có phải từ này từ nọ không. Xem lời bài hát thì sẽ giúp các bạn giải đáp những cái thắc mắc trước đó và tự đánh giá lỗi sai của mình. Bước thứ hai là các bạn sẽ thử nghe lại ca khúc một cách chậm rãi từng câu này, sau đó thử việc viết lại lời bài hát và kiểm tra cái kết quả so với cái lời chuẩn mà nó đưa ra. Đây là một bài kiểm tra thú vị, sẽ chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng hào hứng bởi vì nó giúp các bạn không chỉ học nói, học nghe mà giúp các bạn thư giãn. Và cuối cùng thì mình chỉ muốn nói là hãy nghe những bài hát mà bạn thật sự yêu thích, bởi chỉ có những gì hoặc những bài hát mà đó mới có thể giúp bạn ngân nga cả ngày mà vẫn không thể dừng lại và không thấy chán. Một số các ca khúc nổi tiếng, nói chung là rất nhiều những ca khúc chúng ta có thể nghe, ví dụ như là A Thousand Years, Every Day I Love You, You Raise Me Up, See You Again, Thinking Out Loud, Love Yourself, vân vân. Rất rất nhiều bài hát chúng ta có thể tùy chọn cho mình những cái bài hát phù hợp với mỗi bạn. Về phần nói cơ bản đã xong thì đây được coi là cái bước mà một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất của việc học tiếng Anh. Điều quan trọng nhất khi học tiếng Anh là chúng ta phải nói nhiều. Người ta thường có một câu là gì? Practice makes perfect. Lúc học nói thì bạn phải thật sự chịu khó này, kiên trì, và đây cũng là yếu tố quyết định thành công của bạn. Thứ hai là học nghe song song với học nói. Lúc học nói thì kỹ năng bạn phải học song song nó với nó chính là kỹ năng nghe. Bởi lẽ nếu nói được mà chúng ta nghe được mà lúc giao tiếp của bạn không hiểu người ta nói gì cả thì chúng ta vừa nghe vừa bắt chước cũng là một cách rất là tốt để mà trau dồi cái kỹ năng nói. Và 7 bước cực kỳ chi tiết và quan trọng cho người mới bắt đầu học nghe đó là gì? Bước 1 là chúng ta nên tìm một phần nghe thuộc về chủ đề mình yêu thích, ví dụ như là thể thao, âm nhạc, điện ảnh, du lịch hay là ẩm thực. Nguyên tắc là tài liệu nghe thì không quá khó, không quá dễ, hiểu được khoảng 70-80%, thế là ok. Các bạn có thể download mấy cái bộ về để nghe, ví dụ như là cái bộ về Learning Practice Through Dictation và Learning English Via Listening. Có rất là nhiều những cái trang luyện nghe cho chúng ta. Bước số 2 là chúng ta chỉ nghe và cố gắng nắm ý chính thôi. Sau tự mình nói lại với các ý chính bằng tiếng Anh. Và bước số 3 là nghe và chép lại. Bước này rất là quan trọng. Nếu các bạn có thể đạt đến cái trình độ nghe và chép lại thì các bạn sẽ cảm thấy là cái trình độ nghe của mình tiến triển rất là nhanh. Vừa cho cả đoạn video chạy thì các bạn có thể vừa chép thật nhanh những cái keywords mà mang nghĩa chính của cái đoạn này. Và bước thứ 4 đó là nghe và xem lại cái phần lời thoại. Sau đó thì tra nghĩa của từ mới, cách đọc chuẩn của từ đó. Lấy bút highlight note, các bạn nốt lại những cái từ đấy lại và gì dịch hết nghĩa của bài hát. Và bước số 5 đó là gì? Nghe lại và đọc theo ít nhất 3 đến 5 lần. Chú ý bắt chước y hệt giọng và ngữ điệu của người ta, đây là cái bước rất là quan trọng. Bước thứ 6 là gì? Đọc lại và thu âm bài học của mình. Mang ra so sánh với cái file gốc mà họ đã phát âm xem mình sai ở chỗ nào để mình còn sửa. Bước này đòi hỏi bạn phải thật sự chăm chỉ, không được nản chí. Tiếp theo là chúng ta nghe gì lúc đã khá hơn nhỉ? Một số kênh YouTube để luyện nghe kỹ năng chúng ta nghe khi mà chúng ta đã khá hơn đó là gì? Chúng ta có thể nghe ở VOA Learning English hay là cái trang như là ESL and Popular Culture, kênh YouTube học tiếng Anh từ UK ấy. Và khi mà level này nó đã bắt đầu luyện nghe từ kênh VOA mỗi tuần thì chỉ cần nghe một video là ổn. Và VOA Learning English được đọc hoặc là với một cái tốc độ rất là chậm. Điều này giúp mình có thể nghe từng từ một cách dễ dàng. Đặc biệt, cái tiếp theo chúng ta đó là học tiếng Anh qua các đoạn hội thoại ưa thích. Đây là cái video mà gối đầu của mình có rất nhiều ý nghĩa. Và chúng ta có thể học tiếng Anh qua các video mà mình muốn và bắt chước cái lời của họ một cách rất là dễ dàng. Các video của Talk Việt Nam, ví dụ như là video của chị Thùy Linh xinh gái chẳng hạn. Hoặc là mình toàn chọn những cái video của những người châu Á nên là rất là dễ nghe. Chúng ta có thể nói về cái talk show trong các cuộc hội thoại của tiếng Anh. Và chúng ta có thể là gì? Xem video của các ca sĩ nổi tiếng như là Taylor Swift hay là Adam Levine. Và đó là những cái mà mình thích, những cái tác giả hoặc những cái ca sĩ nào mà mình thích thì mình sẽ xem, để xem họ nói những cái gì, để xem mình hiểu được bao nhiêu phần trăm. Đó là cái cách mà chúng ta học nói. Khi mà các bạn đã học nói trôi chảy rồi thì các bạn sẽ nghe rất là dễ.
và một những cái tiền đề cho các bạn phát triển được cái khả năng vốn tiếng Anh rất là tuyệt vời. Đó chỉ là kỹ năng nói các bạn phải hoàn thiện một cách nhanh nhất, kỹ năng nói các bạn có thể hoàn thiện một cách trôi chảy nhất khi mà các bạn có thể luyện tập hàng ngày. Chúc các bạn có thể nói trôi chảy, chúc các bạn có thể có những cái tip riêng cho mình để mà học tiếng Anh khi mà học nói. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.